Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Tôi vũ ông Hoàng Nhạc Vàng hải ngoại, anh được biết đến là một danh ca bolero đình đám trong lòng người hâm mộ, nổi tiếng trong thập niên 80-9 với nhiều ca khúc hit. Tuấn Vũ là người con thứ 4 được sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em, bao gồm 4 anh em trai, 6 chị em gái. Tuấn Vũ qua Mỹ một mình năm 1979. Tại đây, cuộc sống khổ cực khiến anh làm nghề đánh cá và nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Ông sở hữu một giọng ca trời phú rất hay và cực kỳ yêu dòng ca nhạc trữ tình. Anh có thể vừa hát, vừa làm bất cứ thứ gì tại bất cứ đâu, từ đi đánh cá ngoài khơi cho đến thi ở nhà một mình. Anh thần tượng nữ ca sĩ Gia Linh và ca nhạc sĩ Nhật Trường. Do đam mê ca hát nhưng lại không có điều kiện theo học thanh nhạc. Chính vì thế anh phải tự học và tự tập luyện luyến láy, tự tập gõ nhịp. Do thiên bẩm vì thế, việc này nhanh chóng thành công. Năm 1980 nhờ duyên phận mà anh đã được gặp nữ ca sĩ Trúc Mai. Và cũng từ đó cuộc đời của anh chuyển sang một trang sử mới và vinh quang cũng do đó mà đến với anh. Trong một lần đi dạo trên bãi biển và nghe được giọng hát của anh chàng đánh cá, ca sĩ Trúc Mai đã tới hỏi thăm và hỏi có muốn hát trên sân khấu không. Và điều hiển nhiên là anh đã chớp ngay cơ hội đó, và từ đó anh được Trúc Mai và các người nghệ sĩ khác dìu dắt trên con đường âm nhạc. Do có sẵn đam mê ca hát và có giọng ca tuyệt vời mà chính vì thế anh đã nhanh chóng chinh phục được các khán giả ngay từ lần đầu tiên được đứng hát trên sân khấu, mặc cho đã hát qua rất nhiều bài nhạc. Nhưng cho đến mãi năm 1985 thì anh mới có được cho mình đĩa CD đầu tiên, đó chính là bản Đôi Mắt Người Xưa Bất Hủ và Nữ Hoàng Sầu Muộn cùng với thần tượng của anh là ca sĩ Giao Linh. Trong đĩa CD đầu tiên của Tuấn Vũ là do Trung tâm Thanh Lan thực hiện. Thanh Lan cũng chính là trung tâm đầu tiên thu âm giọng hát của Tuấn Vũ. Những CD của anh được các khán giả mọi nơi đón nhận một cách nồng nhiệt do anh sở hữu một giọng ca kỹ thuật và truyền cảm. Một trong các bài hát đã đưa anh đến với khán giả chính là bài Phượng Buồn, từ đó tiếp cận khán thính giả ở khắp nơi từ trong nước cho đến ngoài nước. Những ngày tháng anh còn hát độc quyền cho Trung tâm Thúy Nga đã cho ra đời rất nhiều các tác phẩm tuyệt vời, mà có thể kể ra điển hình chính là Cô Bé Ngày Xưa. Tuy nhiên, do Thúy Nga có chính sách độc quyền, không cho ca sĩ của mình hát cho bất kỳ trung tâm nào khác, nên vì thế mà thời ấy Tuấn Vũ không cho ra được nhiều CD ngoài đời. Thì Tuấn Vũ là người rất hiền hòa, đó chính là tính cách nổi bật nhất mà được mọi người xung quanh anh cảm nhận. Trong những lần đi nhậu cùng bạn bè mình, anh thường sẽ hát các bài nhạc trẻ nhưng tự anh chế lời. Món anh thích nhất chính là các món cá, như cá hấp, cá rán hay cá kho anh đều thích, thứ không thể thiếu ở trong các bữa ăn của anh và bạn bè chính. Tuấn Vũ từng về Việt Nam nhiều lần và nơi mà anh thích biểu diễn nhất chính là thủ đô Hà Nội. Anh nói rằng rất thích các khán giả nơi đây. Có một lần anh đến biểu diễn ở New Century, có một người mời anh về nhà nhậu. Ăn xong thì anh mới hỏi là món đó là món gì mà ngon thế, thì người đó mới trả lời là thịt chó. Đấy cùng là câu chuyện vui mà anh hay kể lại cho bạn bè khi nói về những lần trở về Việt Nam biểu diễn. Hiện anh đang sinh sống tại thành phố Cali, nước Mỹ. Anh đã tham gia rất nhiều show diễn trên nước Mỹ. Và hiện nay anh đang hát cho trung tâm ACR và được khán thính giả rất yêu mến. Gần đây thì anh có dự định về VN biểu diễn 2 tháng, nhưng kết quả là do có quá nhiều show diễn cho các trung tâm bên Mỹ và do ACR không cho các ca sĩ của họ về nước biểu diễn nên chúng ta đành chờ đợi vậy. Cuộc đời anh đã phải trải qua nhiều sự kiện đau buồn và khó khăn. Thời kỳ những năm từ 1994 đến 1996 do anh bị phụ bạc trong chuyện tình yêu, và cũng vì thế đã làm anh có lúc đã sa ngã vào ma túy. Anh đã vắng bóng hẳn trong làng ca nhạc và gần như không xuất hiện trở lại. Tuy là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng nhờ nghị lực của bản thân anh đã có thể vượt qua được các mất mát từ tình yêu và vượt qua cả sự cám dỗ của nàng tiên nâu để trở lại sân khấu. Và từ đó tác phẩm Tâm Sự Đời Tôi là tác phẩm đầu tiên do anh trình bày sau vài năm vắng bóng. Tác phẩm nói ra được cõi lòng của Tuấn Vũ và cả tâm sự của anh. Bài hát này hoàn toàn do anh chọn vì nó hợp với cuộc sống đầy sóng gió của nam ca sĩ này. Qua lời nói của nhà văn Nguyên Sa, anh được gọi là cánh chim phượng.
Hoàng cũng chính là vị anh xứng đáng đứng ở ngôi vua trong làm âm nhạc hải ngoại lúc bấy giờ. Anh đã từng đi biểu diễn ở khắp các châu lục và anh được đặc biệt đón nhận nồng hậu ở Úc, Nhật, Pháp. Cũng vì thế các trung tâm tranh nhau mời anh về hát cho mình. Là một nam ca sĩ sở hữu nhiều các kỷ luật như giọng ca được mến mộ nhất, hát hay nhất, nhiều trung tâm mời nhất, ra nhiều CD nhất, số lượng bài hát nhiều nhất, là người thành công nhất khi hát thể loại liên khúc nhạc vàng từ trước cho đến nay. Các ca khúc đều do anh tự chọn và ghép lại để trình bày. Anh đã để lại cho kính khán giả tổng cộng 5 CD và 10 liên khúc bất hủ trong cả sự nghiệp của mình. Quả thật đây chính những liên khúc để đời của Tuấn Vũ và cả dòng nhạc trữ tình nói chung. Những ngày trước, anh vừa được đón tiếp nồng nhiệt. Khu vực âm nhạc ở hải ngoại bắt đầu tỏa sáng thêm một ngôi sao trẻ Tuấn Vũ. Album riêng gửi về em của anh được phát hành đến từng góc phố California, sang U Châu, về Việt Nam. Những năm 1985 đến 1989, chính một thời đỉnh cao của anh, Tuấn Vũ đã có thể kiếm được cả $1,000 cho mỗi bài thu âm và mỗi tháng thu âm vài chục bài như thế. Vừa có tiền vừa lại được chào đón, Tuấn Vũ bắt đầu sắm sửa nhà cửa, xe cộ, đi chơi với bạn bè, lao vào những cuộc chơi. Ông tin tưởng ở bạn của mình nên khi kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng đưa cho bạn giữ hộ, và rồi chỉ sau một đêm, Tuấn Vũ đã mất tất cả, bị đuổi ra khỏi căn nhà đang sống trong niềm đau khôn. Vì những người bạn này đã khiến anh một từ triệu phú trở thành kẻ trắng tay. Trước cú sốc đó, ca sĩ Tuấn Vũ cay đắng và hẫng hụt, mất niềm tin với bạn bè, với cuộc sống. Ông đã bỏ hát, sống lặng lẽ trong suốt 4 năm. Cái giá phải trả quá đắt khiến ông tự đày đọa bản thân bằng cách tìm đến rượu để trừng phạt mình. Năm 30 tuổi, ông có kết hôn với một người phụ nữ gốc Hoa. Cuộc sống hôn nhân thay đổi con người ông khi có người vợ yêu thương và một cậu con trai xinh xắn. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân tốt đẹp ấy đã bị đứt cánh vì biến cố. Tuấn Vũ kể rằng, gia đình vợ không còn muốn anh đi hát nữa mà về quản lý chợ mini của gia đình họ. Khi đứng trước hoàn cảnh phải lựa chọn giữa ca hát và một cái chợ, Tuấn Vũ đã chọn ca hát sau nhiều lần trăn trở. Cuộc hôn nhân rạn nứt và đứt gánh, Tuấn Vũ lại một lần nữa cô đơn, lại một lần nữa mất gia đình và lại bỏ hát thêm 4 năm. Sau khi ly hôn, Tuấn Vũ đã nhận toàn bộ trách nhiệm nuôi con. Anh yêu thương và chăm sóc con hết mực và vẫn giữ liên lạc với vợ để con trai có thể được nhận được đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Anh quay trở lại nghề ca hát vào năm 2000, cũng là thời điểm đó anh cũng trở về Việt Nam. Mỗi lần đứng trên sân khấu đón nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, tình yêu của ông dành cho âm nhạc lại trỗi dậy mạnh hơn. Tự nhận mình là người kiệm lời, không hay nói và cũng không biết nói hay nên anh chỉ biết gửi gắm tất cả sự biết ơn và cảm tạ công chúng bằng tiếng. Nhiều lúc hát xong, ra đến phía sau cánh gà, ông lại rưng rưng nước mắt vì quá xúc động. Trải qua những sóng gió trong cuộc sống, đến nay Tuấn Vũ chọn một cuộc sống độc thân. Anh bầu đã quen việc sống một mình, tự mình chăm sóc nên không còn cảm thấy buồn hay cô đơn. Chuyện đi hát với ông từ trước đến nay cũng không phải để kiếm tiền mà để được thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc, cảm nhận được sự yêu thương mà mọi người dành cho mình. Còn với anh, cuộc sống đơn giản chỉ là được ăn món ăn dân dã mà mình thích, được ca hát mà không quan trọng chuyện sân khấu lớn hay nhỏ và được mọi người yêu mến. Mặc dù anh vẫn tiếp tục đi hát và hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và duy trì các cuộc gặp gỡ bạn bè và khán giả, tuy nhiên Tuấn Vũ cho tới bây giờ vẫn tiếp tục giữ thói quen không dùng các loại mạng xã hội, kể cả Facebook. Nam danh ca có chia sẻ rằng anh muốn dành thời gian riêng cho cuộc sống hàng ngày và sân khấu. Một số người bạn cũng đã từng thử khuyên anh dùng để có thể cập nhật thông tin của riêng mình và mọi người dễ dàng hơn. Tuy nhiên Tuấn Vũ vẫn kiên định không chịu. Anh nói rằng bạn bè anh có thể sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau, còn anh khi gặp vẫn được họ kể lại cho nghe những thông tin cần biết. Tuấn Vũ bộc bạch, anh vẫn nghĩ gặp một ai đó và trò chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn so với việc tìm hiểu thông qua mạng xã hội, tiết lộ về các hoạt động đời thường. Tuấn Vũ cho biết rằng ngoài thời gian đi hát, sau khi đi diễn về nhà anh vẫn phải tự mình làm mọi việc, đi mua đồ về nấu nướng cho đến việc dọn dẹp nhà cửa. Nam danh ca tự nhận rằng cuộc sống của chính mình từ trước đến nay vẫn khá bình dân, bởi vì anh chưa bao giờ phải suy nghĩ đến việc sẽ sống xa hoa cả khi anh còn ở thời kỳ hoàng kim nhất của mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.